xin chào các bạn. Ở hôm nay trên bàn của mình là một sản phẩm đến từ nhà Seiko các bạn ha. cũng khá lâu rồi mình chưa mở hộp một cái Seiko nào hết. thì hôm nay mình sẽ mở hộp một cái đồng hồ Seiko các bạn ha. hộp carton rất là đơn giản. và đây, đây là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp các bạn ha. đây là một cái giấy của Seiko các bạn nhé chúng ta tiếp tục có một cái thẻ của Seiko ha, đó. bên trong hộp hết rồi các bạn, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. và đây đây là nhân vật chính của chúng ta một cái mẫu đồng hồ Seiko vuông rất là đẳng cấp các bạn ha ngày xưa thời uh, bao cấp á cái uh, mút cũng là mút của Seiko luôn các bạn ha ngày xưa thời mình tiếp tục với câu chuyện ngày xưa thời bao cấp người ta cứ nói là muôn vạn lời nói không bàn làn khói xì bo á đây là một cái câu gì mà yêu anh uh, uh, đeo đồng hồ Seiko đó nói chung là Seiko ngày xưa là một trong những cái thương hiệu được xem là đánh giá sự đẳng cấp các bạn ha. Và hôm nay trên bản của mình là một cái mẫu đồng hồ đến từ nhà Seiko các bạn ha. Đây là cái mẫu uh, SNK B27 các bạn nhé Giá của nó bên kia đang là 275 đô. Tầm khoảng uh, hơn 5 triệu các bạn ha. Đó. Đây, dây da rất là đẹp. Dây da Seiko các bạn ha. Máy automatic mình sẽ gỡ cái lớp siêu ra xíu ha đó máy automatic các bạn nha chúng ta sẽ có một cái đây thông số của nó đây các bạn cô cái này chống nước 5 atm các bạn ha đó nó hơi nhỏ các bạn đây nó làm đây ha máy chạy kim trôi rất là đẹp đó thời ngày xưa ông nội mình là chỉ thích đeo đồng hồ của Seiko đó các bạn. À, trước đây mình cũng rất thích một cái mẫu đồng hồ của Seiko đó là Seiko Phi các bạn ha, có quân đội nhưng mà cũng chưa có dịp được uh, trên tay. thì uh, rất là may mắn ông này trên tay có chiếc đồng hồ Seiko này, automatic làm kiểu uh, rất là cổ điển các bạn ha. Seiko thì làm rất là cổ điển rồi. đó chúng ta sẽ có kim giờ phút giây ở cái khúc uh, cột uh, 3 giờ ha, chúng ta sẽ có ngày tháng. đó kìm tròn rất là đẹp ha mặt là mặt màu xanh nha các bạn nhé mặt màu xanh lá cây ha khi lên video nó hơi ngược sáng các bạn có thể nhìn không rõ nhưng mà cái này là mặt xanh lá cây ha mặt vuông rất là đẹp nam tính đồng hồ sai cô ha cả một uh, bầu trời kỷ niệm ủa về các bạn đó rất là đẹp dạ quang các bạn nhé làm kiểu đơn giản các bạn cái kiểu này thì thật ra là những người uh, làm cái kiểu này các bạn những cái con người hoài cổ trung niên đeo vẫn được và các bạn trẻ đeo vẫn được ha nó vừa có cái nét cổ điển mà vừa có nét lịch lãm đó rất là hay ha xê cô làm mẫu này khá hay mặt nó hơi hơi tròn các bạn hơi vuông chút này đó hơi 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 thôi đó ha mình sẽ đo cái kích thước của nó các bạn nhé chiều ngang của nó là 38 các bạn ha mươi 38 ha và cái chiều dọc của nó là 40 đó Tức là tương đương với size 40 đó các bạn nên đeo rất là dễ ha đối với cổ tay người châu Á chúng ta đó, và khi lên tay nó sẽ như vậy các bạn rất là đẹp các bạn không size 40 nó hơi tròn hơi oval một xíu hơi vuông là rất là hay đó đó khi lên tay như vậy ha các bạn nam công sở đeo con này thì thôi đẹp hết nước luôn đó đó lên tay các bạn rất đẹp rất hay ha vừa lịch lãm vừa thời trang xe cô làm mẫu này rất hay rất đẹp đó. rất là ôm tay các bạn nhé vừa khít tay của mình luôn đó kìm trôi rất là đẹp máy automatic đó. bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video và là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy để các bạn có những cái nhìn đầu tiên của các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn xin chào tạm biệt